thúc quý 1 với những mục tiêu lớn, quý 2 bắt đầu với nhiều sự kiện và hoạt động sôi nổi, từng bước thực hiện hóa những kế hoạch trong năm. Mở đầu quý mới với một sự kiện đặc biệt đã góp phần khẳng định danh tiếng của thương hiệu dược phẩm Tâm Bình và ban lãnh đạo công ty. Tổng giám đốc Lê Thị Bình là một trong những doanh nhân tiêu biểu của Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu 2023 tại Dubai, UAE. Đây là lần thứ 9 Tâm Bình có được vinh dự này. Hội nghị năm nay có sự tham dự của hơn 500 đại biểu là đại diện cấp cao các nước, các tổ chức phụ nữ trên toàn cầu, đoàn, doanh nghiệp hàng đầu thế giới. 3 tháng quý 2 vừa qua cũng đã đánh dấu nhiều mốc quan trọng của dược phẩm Tâm Bình trên hành trình khẳng định thương hiệu khi công ty và cán bộ nhân viên Tâm Bình liên tiếp đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Ngày 16 tháng 4 vừa qua, tại lễ công bố thương hiệu mạnh quốc gia lần thứ 4, Bổ Gan Tâm Bình và Hồi Xuân Tâm Bình xuất sắc được vinh danh trong top 100 sản phẩm dịch vụ tin dùng 2023. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh chất lượng, hiệu quả và uy tín của sản phẩm trong lòng người tiêu dùng Việt. Bổ Gan Tâm Bình và Hồi Xuân Tâm Bình đã vượt qua hàng nghìn sản phẩm cùng ngành với các tiêu chí khắt khe về độ phủ thị trường cao. Sản phẩm được kiểm nghiệm nghiêm ngặt với nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đem lại hiệu quả và an toàn cho người sử dụng. Dù có mặt trên thị trường chưa lâu, nhưng giải thưởng này đã góp phần khẳng định chất lượng của hai sản phẩm trên nói riêng và các sản phẩm mang thương hiệu Tâm Bình nói chung. Là một doanh nghiệp tiêu biểu của thành phố Hà Nội, công ty luôn tích cực tham gia các phong trào do Hiệp hội các doanh nghiệp nhỏ và vừa của thành phố phát động. Với cương vị là thường trực ban chấp hành Hiệp hội, cùng những đóng góp trong nhiệm kỳ qua, Dược phẩm Tâm Bình và Tổng giám đốc Lê Thị Bình vinh dự được đón nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Để làm nên một thương hiệu dược uy tín với cộng đồng, không thể thiếu những đóng góp của các cán bộ, công nhân viên. Ngày 9 tháng 5 vừa qua, 3 cá nhân của Dược phẩm Tâm Bình đã xuất sắc nhận danh hiệu công nhân giỏi năm 2023 của Liên đoàn Lao động quận Ba Đình. Đó là anh Trần Văn Hòa, công nhân dược liệu, anh Đỗ Hùng Cường, công nhân đóng nang và anh Nguyễn Hữu Bình, công nhân dược liệu. Đây đều là những công nhân có tay nghề cao, thành thạo các kỹ năng nghiệp vụ, luôn phát huy tinh thần trách nhiệm trong công việc và nhiệt tình tham gia các hoạt động chung của công ty. Bên cạnh những thành tích nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tháng 5 vừa qua đã đánh dấu sự bùng nổ mạnh mẽ của các chiến lược xây dựng thương hiệu với hai sự kiện nổi bật là Roadshow mỡ máu và phát tờ rơi. Sau sự thành công của Roadshow 2022, Roadshow mỡ máu 2023 được thực hiện trong 2 ngày 16 và 17 tháng 5 tại Hà Nội và Bắc Ninh. Những ngày nắng nóng kỷ lục 40 độ C cũng không thể đốt cháy tinh thần truyền thông của những chiến binh mỡ máu Tâm Bình, mang hình ảnh thương hiệu phủ sóng khắp các mặt trận, từ nội thành đến ngoại thành Hà Nội. Nối tiếp chương trình Roadshow là hoạt động phát tờ rơi, triển khai cho các sản phẩm Đại Tràng, Viên Khớp, Hồi Xuân và mỡ máu Tâm Bình. Song song với hành trình tạo dựng thương hiệu, Tâm Bình cũng rất chú trọng xây dựng một tập thể lớn mạnh, đoàn kết cùng những giá trị văn hóa đáng để tự hào. Quý 2 cũng là khoảng thời gian sôi động nhất của công ty với các hoạt động nội bộ gắn kết người Tâm Bình ba miền. Đầu tháng 4 2023, ban lãnh đạo và các cấp quản lý công ty Dược phẩm Tâm Bình đã có chuyến du lịch 6 ngày 5 đêm đến Nhật Bản, xứ sở hoa anh đào. Đây là món quà tri ân dành cho những vị thuyền trưởng, thuyền phó vì những đóng góp cho sự phát triển của công ty trong suốt hơn 12 năm qua. Kết thúc tháng 4, người Tâm Bình lại có dịp được quây quần, sum họp trong một sự kiện đặc biệt, ngày sinh nhật của nữ thuyền trưởng Tâm Bình. Sinh nhật năm nay có phần đặc biệt hơn các năm trước vì trùng vào dịp kỷ niệm 30 năm ngày cưới của Tổng Giám đốc Lê Thị Bình và Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Hùng. Như đã trở thành đặc sản trong các buổi tiệc, các thành viên Tâm Bình đã mang đến nhiều tiết mục văn nghệ sâu lắng và sôi động để dành tặng cho Tổng Giám đốc. Đặc biệt, không thể thiếu phần chơi game cân não với rất nhiều phần quà hấp dẫn. Đúng là hiếm có khó tìm, chẳng có ở đâu đi ăn sinh nhật lại còn được cả quà mang về như ở Tân Bình. Tháng 4 đi qua, tháng 5 đến mang theo cái nắng gay gắt của đầu hạ. Thế nhưng, điều đó cũng không thể ngăn chuyến xe yêu thương của Tân Bình tiếp tục lăn bánh đến với những hoàn cảnh khó khăn. Từ nguồn kinh phí của Quỹ Từ Thiện Tân Bình do các cán bộ nhân viên đóng góp, công ty đã phối hợp với đội thanh niên tình nguyện Trường Đại học Dược Hà Nội tổ chức chương trình Mùa Hè Xanh 2023 tại xã Phú Lệ và Phú Thanh, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Đây là hai xã đặc biệt khó khăn của tỉnh. Cuộc sống của bà con thiếu thốn về mọi mặt, đặc biệt là cơ sở y tế. Chỉ trong 2 ngày, đoàn cán bộ nhân viên Tâm Bình đã cùng các dược sĩ, bác sĩ tình nguyện thăm khám và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 400 người dân.
Trong khuôn khổ của chương trình, công ty còn trao tặng tủ sách cho trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Phú Thanh và trường mầm non Phú Thanh cùng 12 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó. Đồng thời, đoàn cũng đến thăm hỏi, tặng quà cho hai gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Nhân chuyến thiện nguyện tại huyện Quan Hóa, đoàn cán bộ nhân viên công ty đã về thăm lại cây cầu vượt lũ Tâm Bình tại bản Triềng, xã Trung Sơn. Đây là cây cầu do Tâm Bình tài trợ 500 triệu đồng kinh phí xây dựng, được khởi công cuối năm 2018 và đưa vào hoạt động đầu năm 2019. Trước thì nói chung chưa có cây cầu này thì kinh tế của riêng bà con đây và cũng như nhà tôi thì cũng rất vất vả. Mà từ có cái cầu này lên này thì riêng nhà tôi và cùng bà con ở đây thì làm ăn kinh tế cũng ổn định. So với trước thì cũng khá nhiều. Cứ đến mùa Tết này, các bác cứ là điển bên này, nhà bên này, lên vào hai bên này này. Là bên đây này, có giao lưu với nhau. Còn đây là còn hát này, múa này, rồi là nhảy này. Còn đây là vui múa cả đêm. Sự đổi thay của bản Triềng, tình cảm yêu quý của bà con chính là nguồn động viên lớn nhất để người Tâm Bình tiếp tục hành trình thiện nguyện đến với những vùng miền núi xa xôi của Tổ quốc. Không chỉ hướng về cộng đồng, công ty còn luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống của các cán bộ nhân viên, đặc biệt là những thiên thần nhỏ trong gia đình Tâm Bình. Bởi vậy mà từ lâu, Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6 đã trở thành sự kiện mà các măng non Tâm Bình luôn háo hức mong chờ. Tự tin, tài năng, tỏa sáng, ba tính từ để miêu tả với các mầm non Tâm Bình. Đến với chương trình, các bé được tham gia nhiều trò chơi vận động, thích thú với màn biểu diễn ảo thuật đặc sắc, thỏa sức tạo dáng với thầy trò Đường Tăng và được thể hiện tài năng với nhiều tiết mục nhảy, hát, đọc thơ vô cùng hấp dẫn. Chào tháng 6, tháng của những ngày hè rực lửa, tháng của những chuyến đi đến với biển xanh, cát trắng và nắng vàng. Chuyến du lịch hè năm nay đã đưa người Tâm Bình đến với mảnh đất Sầm Sơn Thanh Hóa. Một format hoàn toàn mới, một sân chơi chưa từng có, với nhiều điều bất ngờ thú vị. Đoàn kết sức mạnh của tập thể, chương trình năm nay có phần đặc biệt hơn khi kết hợp với những hoạt động đào tạo hấp dẫn và bổ ích để người Tâm Bình gia tăng sự gắn kết cũng như khai phá tiềm năng, vượt qua giới hạn của bản thân. Các thành viên Tâm Bình được chia thành 8 đội chơi, lần lượt phải vượt qua các thử thách của ban tổ chức như chạy bền 5 km, đua thuyền trên cạn, vượt bẫy chuột, đấm ván gỗ. Đội bổ gan đã xuất sắc giành chiến thắng chung cuộc. Bên cạnh những phần chơi thú vị, tại buổi đào tạo, người Tâm Bình đã được thấm nhuần triết lý gieo gặt, biết cách đạt mục tiêu bằng việc tạo dựng 6 thói quen tích cực, đồng thời đẩy lùi 5 đám mây tiêu cực khiến bản thân trở nên trì trệ, nâng tầm hiểu biết với trọn bộ kiến thức về mô hình quản trị doanh nghiệp. Chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm tràn ngập cảm xúc và tiếng cười, đan xen những giọt nước mắt của sự hạnh phúc đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người Tâm Bình. Khép lại nửa năm với nhiều dấu mốc ấn tượng đã tạo tiền đề bứt phá cho Tâm Bình trong các giai đoạn tiếp theo. Cùng sự quyết tâm, đoàn kết của tập thể, dược phẩm Tâm Bình sẽ từng bước thực hiện hóa những kế hoạch trong thời gian tới. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.